cái xe nào đây? Các bạn giúp mình đi. Beach buggy hay là ATV hay là xe máy nhỏ? Hay là xe đạp? Hay là xe đạp? Hôm qua mình đi nhiều quá, mỗi chân chắc không có phải là xe đạp đâu. Beach buggy hả? Beach buggy thì bé mặt mình chắc cũng sợ. Hay mình đi ATV đây. Đi bên này nè. TV bóng bánh. Thế là mình thích màu đen cho nên mình cho màu đen thôi.